Chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Thị Thường Vi, mình đến từ Nha Trang. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Tài chính Marketing. Mình đã thích dẫn chương trình từ nhỏ rồi, nhưng mà cho đến tận khi vào trong đại học thì mình rất là may mắn được chơi với lại một số anh chị làm MC. Sau một thời gian bị đầu độc, rủ rê, lôi kéo, thế là mình đến với nghề. Và em muốn biết, nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa có hay. Dạ, một người có thể là lần đầu gặp thì có vẻ là rất là khó gần, có thể là hơi chảnh một xíu, nhưng mà khi tiếp xúc được rồi thì mọi người cảm nhận là em nói rất là nhiều và rất là hòa đồng.